Chào mừng quý phụ huynh và các bé đến với khu vui chơi Sky Kids Quy Nhơn. Khu vui chơi Sky Kids Quy Nhơn với diện tích 650m2, nằm ngay vị trí thuận tiện cho mua sắm, ăn nhanh, gửi xe và nhiều tiện ích khác cho cả gia đình. Với hơn 20 khu vực trò chơi dành cho bé và gia đình, được thiết kế bởi Skynext, đơn vị thiết kế thi công khu vui chơi hàng đầu hiện nay. Sky Kids là khu vui chơi giải trí đầu tiên của Quy Nhơn dành cho độ tuổi từ 2 tới 15 tuổi. Các bé sẽ được vui chơi trong môi trường sạch sẽ, thoáng mát, khu vực nhiều trò chơi đa dạng như hồ bóng khổng lồ, trò chơi mô phỏng chợ đêm Quy Nhơn, khu mạo hiểm tầm thấp, hồ hạc friendly, đoàn tàu siêu tốc Sài Gòn Quy Nhơn và rất nhiều trò chơi hấp dẫn khác. Khu cà phê dành cho cả gia đình sẽ là địa điểm thú vị cho những buổi hàn huyên dành cho các mẹ, hay là nơi thoáng mát nhâm nhi ly cà phê của các bố, trong khi các bé vẫn được chơi đùa thoải mái trong không gian an toàn, sạch sẽ. Tại Sky Kids, chúng tôi mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thơ và mang lại nụ cười viên mãn cho gia đình bạn. Đặc biệt trong dịp lễ Noel và đón chào năm mới 2023, Sky Kids sẽ dành 1.000 phần quà tri ân khách hàng năm cũ và đón chào năm mới. Nhanh chân đến Sky Kids để trải nghiệm không gian vui chơi hàng đầu tại Quy Nhơn. Sky Kids, vì nụ cười trả thơ.